where we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Rất vui được gặp lại các bạn trong video lần này. Lần này Ngọc xin mời các bạn cùng vào bếp với Ngọc để nấu chuối sáp nha. Hôm nay Ngọc xin chia sẻ với các bạn cách nấu chuối sáp làm sao cho chuối chúng ta mềm dẻo, tuy nhiên nó sẽ không bị bở nha các bạn, và nó còn nguyên trái ha. Ở đây chuối sáp thì các bạn lựa cái loại mà nó chín vàng như thế này nè, nhưng mà nó không bị mềm nha các bạn, thì khi các bạn nấu chuối của bạn nó sẽ ngọt và ngon ha. Ở trên đây nó cũng còn màu xanh nè các bạn, thì khi chúng ta nấu nó sẽ ngon nha các bạn. Ở đây thì chuối sáp vườn cho nên Ngọc không có dùng phân thuốc, cho nên nó có những con rầy như thế này nè. Thì lát khi chúng ta nấu chúng ta cắt ra, chúng ta sẽ rửa sạch ha, thì như khi chúng ta nấu thì chuối chúng ta sẽ ngon. Và ở đây thì nhà Ngọc chuối vườn cho nên Ngọc dùng nhiều nha các bạn, các bạn ít thì các bạn mua một nải nấu cũng được ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành sơ chế tất cả các lỗ chuối này để chúng ta bắt đầu nấu nha. Đầu tiên để nấu chuối thì các bạn sẽ cắt cái phần chuối này ra nha, để chúng ta rửa cho sạch cái phần rầy và phần bụi bên trong ha. Các bạn lưu ý khi nấu chuối thì các bạn không cắt bỏ cái phần cuốn này nha. Nếu các bạn cắt bỏ phần cuốn này khi các bạn nấu thì nước nó vô trong chuối chúng ta sẽ không ngon nha các bạn. Chuối chúng ta nó sẽ bở và nó vô nước, nó nông nước vô thì nó sẽ mềm, để chuối nó không còn dẻo ha. Và khi chúng ta vớt ra thì chuối chúng ta không đẹp nha các bạn. Và chúng ta sẽ cắt hết cái phần chuối này ha. Các bạn sẽ tách ra để chúng ta rửa chuối. Chuối sau khi chúng ta đã cắt xong thì bây giờ Ngọc sẽ đem phần chuối này đi rửa sạch cái phần rầy bên trong nha các bạn, để lát chúng ta nấu chuối nó thật là ngon nha. Chúng ta cho nước vào rửa sạch nha các bạn. Các bạn sẽ cọ đến phần này nè, các bạn sẽ kỳ cho thật là sạch ha, để trái chuối chúng ta khi luộc nó sẽ ngon. Đây các bạn nhìn nè, chúng ta sẽ rửa sạch phần chuối này. Cái phần chuối sau khi chúng ta đã rửa xong rồi các bạn, nó sạch trơn như thế này nè. Và bây giờ chúng ta sẽ cho vào nồi và chúng ta chuẩn bị nấu nha. Sau khi các bạn cho vào nồi thì các bạn phải lựa cái nồi to nha, để chúng ta nấu cho phần chuối để nó ngập phần nước, thì khi chúng ta nấu thì chuối chúng ta nó chín á, nó sẽ không bị đen và đồng thời nó chín đều các na các trái nha các bạn. Các bạn sẽ cho vào đây một muỗng canh muối và 3 muỗng canh đường. Nếu các bạn có đường phèn á thì các bạn cho vào khoảng nửa chén canh ha. Và với phần chuối này thì Ngọc dùng khoảng 3 lít nước và chúng ta nấu trong vòng khoảng 25 đến 35 phút tùy ha nha các bạn. Và các bạn sẽ bắt lên bếp, sau đó chúng ta sẽ nấu cho nó chín cái phần chuối này nha các bạn. Và chuối chúng ta nó đang sôi nè các bạn. Và bây giờ sau khoảng 25 phút nấu thì chuối chúng ta nó đã chín nè các bạn. Và cách để thử chuối chín bây giờ Ngọc sẽ xin chia sẻ với các bạn luôn nha. Bung cái màu vàng rất là đẹp các bạn ha. Các bạn bỏ đường vào thì các phần chuối chúng ta khi nó nấu nó chín nó rất là màu, rất là đẹp luôn. Và cách để thử chuối chín, chúng ta dùng cây đũa chúng ta xiên như thế này. Và các bạn lột ra bên trong, các bạn thấy chuối chúng ta mềm và nó có màu vàng như thế này nè các bạn. Và chúng ta ăn thử chúng ta thấy nó ngọt thì nó đã chín nha. Còn nếu các bạn cảm thấy còn hơi vị hơi chát chát á là nó còn sống nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ vớt nồi chuối này ra nha. Các bạn ơi, phần chuối sáp chúng ta đã hoàn thành rồi đây các bạn, nó đã chín rồi. Bây giờ các bạn nhìn nè, từng trái chuối của Ngọc đây có vàng ươm như thế này các bạn. Các bạn thấy không? Nó rất màu vàng tự nhiên rất là đẹp các bạn, đặc biệt rất là thơm và dẻo. Trái nào cũng như nhau các bạn, để Ngọc cắt cho các bạn xem nha. Các bạn nhìn nè, Ngọc bóc trái dưới luôn nè. Các bạn nhìn đây, trái chuối Ngọc đây. Ha. À, các bạn nhìn nè. Wow, phần chuối chúng ta đẹp chưa? Các bạn nhìn nè, chuối rất là dẻo và ngon luôn. Nên Ngọc chẻ bên trong cho các bạn xem, nó rất là sáp luôn á các bạn. Bạn nhìn xa cứ tưởng là khoai lang mật không á. Các bạn nhìn nè. Và bây giờ Ngọc xin mời các bạn cùng thưởng thức nha. Ha, các bạn nhìn đây, từng trái chuối một nè. Trái nào cũng như nhau đều vàng ươm hết. Và bây giờ Ngọc xin mời các bạn cùng thưởng thức với Ngọc một ít chuối nè. Ha, các bạn nhìn nè. Chuối rất là dẻo và mềm các bạn. Vàng rất là ngon luôn. Các bạn nhìn từng miếng chuối nè. Các bạn thấy không? Rất là vàng các bạn. Trái nào cũng như nhau. Các bạn nhìn nè.
Các bạn thấy màu vàng rất là đẹp không? Màu vàng nghệ đẹp lắm các bạn. Và đặc biệt ăn rất là dẻo và thơm các bạn. Và Ngọc hy vọng rằng sau video này các bạn sẽ làm cho gia đình mình một món chuối sáp thật là ngon, ăn vừa bổ vừa mát, lại tốt cho cơ thể chúng ta nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Chào tạm biệt các bạn nha.